Bây giờ đi á, còn đi xếp sạch 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 lên 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 thôi. Không đi lại nhiều chấm phẩy ấy. Chấm phẩy mà. Con điên đấy, con tính sợ sợ thần kinh đi mẹ. Một mình nó học kỹ thuật mà. Một mình nữa, nó chỉ có một mình nó là con gái học kỹ thuật thôi. Nhưng mà thực ra đi làm chẳng làm cái việc gì đâu, mẹ tính sợ sợ hâm hâm. Loại gì ở công ty cũng tham gia. Nên hấp mà. Hấp. Hảo giỏi. À lấy thằng chồng làm cùng công phòng em. À thế à. Thằng chồng trước làm công nhân thì mới vừa rồi chạy lên cho chồng lên làm kỹ sư lên phòng em làm. Ừ. Cửa ngon lành mẹ ấy. Thì cho suốt ngày đám chân đi đập mẫu. Chị đấy thì cái gì cũng tại. Ngày xưa lớp trưởng đấy. Tìm mà em ăn nhạc, cái gì cũng hay mà. Cái gì cũng nhận. Tự đứng lên nhận. Có được kiểu mất thuần mất kiểu thế nào. Sáng em vừa có đi chợ sao? Hai đứa này chỉ đóng một lốt thôi. Kiều ấy, kiểu này là sáng nay chưa vô cực. Thật ra chỉ bận quá người ta không đi được thôi. Hôm qua là đến 12 giờ kém 15 thì đi làm sao kịp nữa. Không kịp mà này. Okay. Đến đến 12 giờ. Ta vực lửa tiếng được gì nữa, được 40 phút rồi. À con Kiều hôm nay là con nó cũng như con nhé đấy. Chiều nay ở trường tiểu học cũng nghỉ học. Mai trường Cẩm Thạch nghỉ. À, mai nghỉ cả ngày luôn. Đây nghỉ buổi chiều. Nè, đại học công nhân viên chức mà. Ừ. Bọn nó nghỉ cả ngày. Chỉ cả ngày nó còn đỡ hơn cái kiểu nửa ngày có thể đưa đi đón về. Giờ mai tớ mới xin bằng lại. Mai nghỉ à? Nếu mà con em đi xin bằng em cũng nghỉ.